Một chiếc view 360 độ ở ngay Hà Mòn, Đắc Hà, Kon Tum. View này thực sự rất là đắt giá. Cái clip mọi người đang xem là cái đập người ta rút nước xuống nên nó sẽ lồi ra cát nhá. Nếu mà thường mọi người mà đến đây một lần ấy, thì đều sẽ bị mê mẩn và ngất ngây bởi nơi đây có phong cảnh rất là đẹp, khí hậu thoáng mát, tầm nhìn xa được mệnh danh là biển trên núi tại Hà Mòn, Đắc Hà, Kon Tum. Một chiếc view 360 độ ngay mỏm đắt giá lại rất gần đường nhựa và khu dân cư. Lô đất có diện tích là 4,8 sào với hơn 150m² tiếp giáp mặt nước. Trên sổ thể hiện rõ ràng đường tới đất mọi người nhé. View hồ mà cách nhựa chỉ hơn 1 km. Đặc biệt là trên đường đi chim hót líu lo, bướm bay dập dờn, nước hồ trong vắt. Ngoài mỏm tròn thì hương hoa cà phê đua mở mùa này. Ngoài ra có 10 cây mít chĩu quả luôn. Giá chỉ 1 tỷ 199 triệu để sử dụng view này nhé.